Có anh chơi là nhìn lại cách anh chơi là biết anh đẹp trai rồi mấy em gái à. Mấy thằng nào mà vô chơi game tạ tạ là nó xấu trai lắm hiểu không? Ôi pha này chịu rồi. Hôm nay bị đứt tay em chọc nghiên cái thằng này nó anh quỳ. Hai thằng này nó chón ghê lắm. Mang đôi giày là dính chón sẽ ấy thôi. Ngẫm thôi. Giờ em về hả? Đồng vợ đồng lòng tát biển đông. Nguyễn bao giờ Gia nó cạn. Em thích cách cư xử nói chuyện hơn. Ồ, hy vọng là vậy. Ừ, em thích cách cư xử nói chuyện hơn, vì thế em donate cho người ta mấy triệu, còn em donate cho chị nuôi em có mấy chục nghìn. Phải vậy không? Bắt nó. Con này trốn lâu chứ bộ. Bây giờ cuối game cho nó bắt mình nữa. Tại vì cái thằng Oma với lại Slim này là siêu chón luôn á. Nãy giờ có thả rồi rắc không mấy bạn? 1K9 bằng vàng. Bắt nó luôn bánh ma thôi. Nhìn tóc chờ luôn. Bắt không bạn? Trời thế là xong rồi. Ủa ông cóc ông đi FB ông bỏ mình luôn. Thế thì chịu rồi. Ông nội ơi ông nội. Kêu là ông nội luôn chứ không phải ông cụ. Thì em thấy chịu rồi, cho game mà muốn vô cầm Batman đi lách hết mạng. Ôi trời ơi. Hoài bảo, này thì Huy nè, mặt cười lộn ruột. Đớn đầu quá luôn. Người ta làm ở đây nè, ông cóc. Ông này ông biết chơi Batman không vậy? Cái gì vậy ông? Ông ơi! Nguyễn Chí Thạch, xóa liên quân đi. Xí chơi. Chứ không chạy ra mất trong đây hai mạng thằng thủ lục không bắt. Tìm bên kia tìm nó mạnh hơn mình nhiều, giờ mình đánh hay mình hơn nó thôi. Tìm nó tin lét không? Nguyễn Chí Thạch, tốc chiến thôi. Đứng im mới bớt báo lại. I see dead demons. An ally has been defeated. Bắt nó luôn. Mày sập màu này bắt luôn. Nguyễn Gia Huy, cho em với Bảo một game đi chị. Thì vô chị mới mời được chứ. Bảo có các bạn chị mời Bảo, Bảo mời Huy thôi. Trời không chết, không nổ nam chết. Hoài bảo, 9 giờ mấy mới rảnh để chơi à? 9 giờ mấy, giờ mới có 8 giờ, không biết lúc đó chị còn like không ạ? Thôi, lui FB chết bây giờ FB. Chà, tóc vô ăn mình kìa. Có liếm mấy con lính rồi, má nó láo rồi có. Gái nó táp mình không, cả team nó táp ở mình rồi. Còn lên cái phụ trợ nó hết mạng nữa. Ngoài cái chỗ gì đó chứ. Sao mà ông Batman không đi top đi để cho ông Clor đi SB hay là ông Superman đi SB nó hợp lý hơn chứ. Trời ơi. Cầm Superman, cầm coi con Batman mà không bắt được team người ta còn để đợi hết không. Nó lại phải chặn đường nó bắt chứ mà đợi nó ra mắt thì ấy gì. Lại nhiên nữa, lại nhiên gánh nữa. Không có nhiên không làm gì hết, tim vậy á. Lúc nào không nhiên hết. Nguyễn Chí Thạch, đền SP. Bạn nó có chịu đi SP đâu. I was promised a railgun. Bắt nó, yếu hết rồi kìa. Lê Văn Tú, cháy đi chị. Xin được thua thôi, đơn giản vậy thôi. Xin một lần thua. Thua. Team không có sập bọt nè. Ông này ông chỉ đem con vô ông hết mạng thôi, chứ không có sập bọt mà.